Xin chào quý khán thính giả của kênh Luxury Guy Sống Phải Chất. Ngày hôm nay rất vui khi tôi có thể giới thiệu đến quý khán thính giả ấn phẩm mới nhất của Rock Report Việt Nam mang chủ đề Destination and Gourmet. Trong chủ đề số báo tháng 6 lần này thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến một cái địa điểm cực kỳ thú vị nằm ở Trung Quốc. Vì sao địa điểm này lại thú vị đến như vậy? Vì nó gắn liền với một con đường huyền thoại trong lịch sử của Trung Quốc, có lịch sử hơn 1.000 năm và nối liền giữa Trung Quốc với Tây Tạng. Con đường này mang tên là con đường Trà Mã Cổ Đạo. Tôi muốn kể cho quý vị nghe về con đường Trà Mã Cổ Đạo có lịch sử hơn 1.300 năm này, nối liền giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Hai nước này giao thương với nhau theo một hình thức là Trung Quốc sẽ bán trà cho Tây Tạng. Vì sao thế? Vì các thầy tu tại Tây Tạng cực kỳ thích thưởng thức loại trà phổ nhĩ của Trung Quốc. Mà đổi ngược lại thì Tây Tạng lại bán lại những chú chiến mã cho Trung Quốc để phục vụ cho những cuộc chinh chiến đó đây của các vị vua. Và hiện tại, tại khu vực này của thành phố Lệ Giang thì có xuất hiện một khu nghỉ dưỡng có 6 phòng thôi, thuộc trực thuộc của tập đoàn Deluxe Collective có trụ sở tại Singapore. Khu nghỉ dưỡng này mang tên là Deluxe Tea Hawks Road Daju Village, hiện nằm ở thành phố cao nguyên Lệ Giang, nằm về phía tây bắc của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây được xem là một nơi cực kỳ thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm một trải nghiệm trở về hoàn toàn với thiên nhiên và khám phá những điểm độc đáo thú vị của lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Thành phố Lệ Giang có 9 đơn vị hành chính, trong đó nổi tiếng nhất chính là Lệ Giang Cổ Trấn, có lịch sử 800 năm, ra đời vào cuối thời Tống, đầu thời Minh. Kế đó là các huyện Vĩnh Thắng, huyện Hòa Bình, huyện tự trị dân tộc Nạp Tây, huyện tự trị dân tộc Nhi Ninh Lạng, Đại Nghiên Cổ Trấn, Thúc Hà Cổ Trấn, Bạch Sa Cổ Trấn và một số khu vực của Hổ Khiêu Hiệp, tức là hẻm sông Hổ Nhảy. Khu nghỉ dưỡng 6 phòng Deluxe Sea Hawk Road Daju Village hiện đang tọa lạc tại làng Daju của huyện Nạp Tây. Nơi đây là nơi sinh sống của tộc người Nạp Tây, với ruộng nương, núi đồi xanh thẳm bao quanh khu nghỉ dưỡng cực kỳ ấn tượng và rất thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ cho chính mình. Khu khách sạn Deluxe Tea Hawk Road Daju Village thu hút người đối diện bởi phong cách kiến trúc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Trong đó, nét truyền thống được thể hiện qua những mái ngói tiêu biểu của vùng cao nguyên Lệ Giang, trong khi kiến trúc nhà thì lại theo kiểu thiết kế nhà phố, tuy tinh giản, tối giản nhưng mà lại rất là ấn tượng và thu hút người đối diện. Ngày cứ thế dần trôi tại ngôi làng Daju này, nhưng không vì thế chúng ta sẽ không tìm thấy những câu chuyện đặc biệt đằng sau những khung cảnh bình yên. Một điều mà quý vị có thể tham khảo khi đến với nơi đây đó chính là những tour được thiết kế riêng do khách sạn hoàn thiện cho từng nhu cầu của khách, hoặc chúng ta cũng có thể tự mình khám phá đó đây theo sở thích cá nhân. Một điểm đến mà tôi đặc biệt muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là White Water Terrace, là một hồ khoáng chảy từ dòng suối trên núi tuyết Cáp Ba ở độ cao hơn 2.400m và trải dài hơn 3 cây số vuông. Đây được mệnh danh là hồ khoáng lớn nhất của Trung Quốc. Kế đó, chúng ta có thể ghé qua hẻm núi Hổ Nhảy hay còn gọi là Hổ Khiêu Hiệp. Nơi đây ở độ cao hơn 3.800m, khi nhìn xuống dòng sông Kim Sa bên dưới cuộn trào sóng nước, gầm gừ bọt tung trắng xóa sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ với bất kỳ ai. Hay chúng ta cũng có thể đạp xe qua những làng quê ruộng lúa thanh bình, hay theo chân những người phụ nữ Nạp Tây để vào vườn nho thu hoạch trái. Buổi tối chính là thời khắc mà tất cả mọi người cùng quay quần bên nhau để thưởng thức món barbecue thịt nướng theo phong cách của dân bản xứ. Đó chính là thịt được nướng trên những viên đá núi lửa lấy từ núi tuyết Ngọc Long hay Cáp Ba. Đá càng to càng phẳng thì khi nướng thịt lại càng thơm ngon đặc biệt.